trong cuộc đời này, những thứ mắt chúng ta nhìn thấy xấu chưa chắc đã phải là xấu, nếu như tâm chúng ta không tịnh. Và nếu như cũng có những thứ mắt chúng ta nhìn thấy là tốt thì tâm họ chưa chắc đã tốt. Nguyễn Hùng có đặt câu hỏi là: thầy chia sẻ về cách kiểm soát cảm xúc và năng lượng để tâm luôn tĩnh được không ạ? Thưa Nguyễn Hùng và thưa tất cả anh em, trong khái niệm của nhà Phật thì có hai cái khái niệm mà chúng ta rõ thấy, rõ biết. Một là rõ thấy bởi ngũ căn, tức là mắt thấy, tay sờ thấy, mũi ngửi thấy, lưỡi nếm được và thân cảm thấy. Như vậy là mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, lưỡi nếm, cái đấy gọi là ngũ căn. Vậy thì cái mà chúng ta thấy được thì chúng ta chỉ thấy bằng cái vật chất thôi, bằng một cái hiện tượng bên ngoài. Thế còn cái bản thể bên trong thì cái đấy người ta gọi là tâm thấy. Tôi lấy ví dụ như vậy, chúng ta có hai phần thấy, một là ngũ căn thấy và phần thứ hai gọi là tâm ta thấy. Vậy thì tôi lấy ví dụ như thế này, một người mà đi nói xấu người khác với mình thì như vậy có hai phần. Một phần là người ta tạo ra những cái chứng cứ để chứng minh một người nào đấy xấu khi họ cố tình nói xấu người đó, thì cái phần đấy là họ nói vào tai mình nghe thấy. Thậm chí họ tìm cách họ chỉ cho mình nhìn thấy người kia xấu, là họ chỉ cho mình thấy mắt thấy. Nhưng rõ ràng tất cả những hiện tượng mà cái người mà chúng ta nhìn thấy họ xấu thì chưa chắc đã phải xấu, tâm họ đã xấu. Tôi lấy ví dụ cũng là đi ăn cắp, nhưng ăn cắp bánh mì cho bà đang bị chết đói ở nhà thì chưa chắc đã là xấu. Nhưng nếu ăn cắp cái bánh mì chỉ để xé ra và làm đồ chơi thôi, hoặc là ăn cắp cái bánh mì khi nhà mình no đủ chỉ để trêu tức một cái người nào đó, thì như vậy là làm xấu và tâm xấu. Vậy thì trong cuộc đời này, những thứ mắt chúng ta nhìn thấy xấu chưa chắc đã phải là xấu, nếu như tâm chúng ta không tịnh. Và nếu như cũng có những thứ mắt chúng ta nhìn thấy là tốt thì tâm họ chưa chắc đã tốt. Như vậy khi một người được gọi là tu mà đến tầng bậc thì người ta phải làm thấy là mắt thấy, tâm thấy. Vậy vốn dĩ trong cuộc đời này khi chúng ta bước đi thì trong cái thế giới này lúc nào cũng có bụi trần, tức là lúc nào cũng có những ái, ố, hỉ, nộ. Tức là có những người yêu nhau, lời khen, lời chê, lời phỉnh lên, lời sân hận, lời ghét. Tuy nhiên, cái việc mà tiếp nhận hay không là phụ thuộc vào tâm ta. Tôi lấy ví dụ, đôi khi là chúng ta nhìn thấy một người ăn cắp, tức là mắt chúng ta thấy, nhưng tâm chúng ta không khởi lên người ta xấu. Và biết đâu mình hỏi han một cách đàng hoàng, biết đâu họ lại gặp hoàn cảnh khó khăn gì, mình lại giúp được họ thì sao. Như vậy cái việc mắt thấy và tâm không thấy thì chúng ta mắt thấy hiện tượng xấu, nhưng chúng ta tâm chúng ta không khởi lên việc xấu. Mắt chúng ta thấy những gái đẹp, tức là si mê, mà tâm ta không khởi lên si mê. Mắt chúng ta thấy tất cả mọi người nói xấu ông sếp, nhưng tâm ta không khởi lên là ông sếp ông ấy xấu. Mắt chúng ta thấy tất cả những hiện tượng xung quanh nó xấu, nhưng tâm chúng ta không khởi lên rằng 100% tất cả những người xung quanh ta là đều, thì tâm của mình sẽ không bị dính bụi, tức là tâm của mình không bị người ta xuyên tạc và người ta làm ảnh hưởng đến tâm của mình. Như vậy mắt thấy, tâm không thấy, thì như vậy bạn không bị năng lượng xấu nó ảnh hưởng đến mình. Nhưng đôi khi mình lại tự giết chết mình, tức là mắt thấy, tâm thấy, hoặc mắt không thấy nhưng mà tâm thấy, tức là mắt mình không thấy họ xấu, tức là họ cư xử có vẻ rất là tốt, nhưng tâm của mình biết họ là người không tốt. Nhưng khó nhất là tâm của mình thấy họ không tốt nhưng mà lại thấy tốt. Tức là thế này nè, mắt không thấy, tâm thấy nhưng lại không thấy. Thì khi đấy là mặc dù tâm mình đọc được là thằng này là thằng xấu, nhưng mình chỉ sống trong hiện tại
và không để tâm đến việc xấu của họ nữa, thì mình sẽ đối xử với họ như một người tốt. Thì khi đấy là mình không bị tiêu cực. Như vậy có hai cái loại tiêu cực nó bơm vào đầu chúng ta. Một là những kẻ này nói xấu kẻ kia mà trong não mình mà bị ngấm vào, như tôi gọi là nó rắc phân châu ra không khí và mình tự mình hít vào. Mà trong không khí lúc nào cũng có phân châu, lúc nào cũng có bụi, hít hay không là việc của mình. Như vậy nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những cái thứ xấu và chạy theo cái lời nói của thiên hạ, thì bạn sẽ quản trị được tâm mình, tĩnh tâm và rõ thấy, rõ biết. Thứ hai, nếu ngay kể cả mình tĩnh tâm, mình không chạy theo cái xấu, nhưng mình nhìn thấy cái xấu mà tâm mình sinh ra phán xét, thì có nghĩa là mình tiêu cực ở trong tâm mình. Như vậy mình tự giết chết năng lượng của bản thân mình. Như vậy có hai loại mà chúng ta bị mất năng lượng. Một là đi ngồi lê đôi mách, nghe kẻ này nói xấu kẻ kia và mình bị đu theo câu chuyện đấy, như tôi gọi là bị ngấm phân châu. Câu chuyện thứ hai, mình thấy họ xấu thì thay vì nghĩ cách giúp họ tốt lên thì mình lại ngồi đi kể chuyện, tức là lại rắc phân châu vào đầu thằng khác, xong bắt đầu chính mình cũng là người tiêu cực, thì bắt đầu mình cũng bị mất năng lượng. Như vậy có hai loại: một, người ta rắc phân châu đừng hít vào; hai, trong đầu mình có phân châu đừng đi rắc phân châu vào đầu người khác. Thì bấy giờ mình sẽ quản trị được năng lượng của bản thân, mà các cụ gọi là đừng có ngồi lê đôi mách lắm chuyện, tức là chuyện đâu để đấy, và trong đạo Phật gọi là tránh được khẩu nghiệp. Như vậy người ta gọi là quản trị được năng lượng. Và bản chất cuối cùng để quản trị được năng lượng thì bạn phải có cái tâm lành và có trí tuệ. Hai cái việc đấy là hai việc nguồn gốc. Còn làm thế nào để thiện lành, làm thế nào để trí tuệ, thì trong đạo Phật có cái việc giữ giới, là giữ năm giới thì thiện lành, và từ thiện lành thì chúng ta sẽ sinh khởi được trí tuệ. Thì có một chút chia sẻ với lại anh chị như vậy. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.